Vâng, thì xin kính chào các bác đã trở lại với Nghĩa Thơm Audio. Trong clip ngày hôm nay thì em đang chuẩn bị đi bàn giao lắp một cái bộ loa kéo cho một quán rất là đẹp. Và lát nữa thì em sẽ cùng bật mí với cái đơn vị mà ngày hôm nay em lắp đặt cái dòng loa kéo rất hay, rất chất lượng đến từ 98K này các bác nhá. Bác nào đang quan tâm những dòng loa kéo hay những cái dòng loa karaoke gia đình hay và chất lượng thì vui lòng liên hệ ngay tới Nghĩa Thơm Audio với số điện thoại 0912 69059 các bác nhá. Bên em có rất nhiều những mã, những sản phẩm hay và chất lượng muốn gửi đến và mang đến gia đình các bác chơi và sử dụng các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ để anh kỹ thuật nhà em vận chuyển và cái mẫu loa kéo này đi và lắp đặt dòng loa kéo 98K, dòng loa chất âm rất là hay, được nhập khẩu. Vâng, một cái dòng loa khẩu là rất là nặng luôn. Không bê được thì mình chơi kéo đi. Bởi vì cách nhau đây cũng không mấy bước chân mà em nhá. Đây là cường người bên em và anh khách ngày hôm nay đã đặt mua cái mẫu loa kéo 98K là anh thẩm mỹ viện Thanh Nga. Vâng, rất là đẹp. Một cái dòng loa kéo mà để trong không gian gia đình này cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá. Và em sẽ chuẩn bị vận chuyển mang ra tiếp đặt căn chỉnh cho anh Dương. Bác nhìn thấy không ạ? Xuân ấy. Thấy mát thật. Chị ạ. Đấy vậy em ạ. Đâu? Chị thử kiểm tra xem là cái dòng này nó có hát được không nào. Không, có hát hay mà. Có hát hay á chị? Vâng, thì em đã mang một dòng loa kéo rất hay, rất chất lượng đến với gia đình nhà chị Nga và anh Dương. Một dòng loa kéo 98K được nhập khẩu chính hãng tới Việt Nam các bác nhá. Chất âm, chất mic rất là hay và anh chị có cái tiếng hát cực kỳ là tuyệt vời. Và lát nữa thì em sẽ cho anh chị cùng cảm nhận cái lời ca tiếng hát của chị Nga các bác nhá. Các bác nghe thì không thể chê đi vào đâu được cả. Mời các bác cùng lắng nghe, cùng cảm nhận cái chất mic của dòng 98K với dòng sản phẩm của mẫu loa kéo bát 40, một chung, một loa chép chất âm rất là hay này các bác nhá. Vâng, mời các bác cùng lắng nghe, cùng cảm nhận cái chất âm của dòng loa 98K mà ngày hôm nay em lắp đặt cho gia đình chị Nga Dương. Mất anh cười, khóe môi cười, cách anh cười và em tan đi trong phút giây. Chút giây muốn bên người xanh đôi người. It's something for this part. I think I'm getting it, I can't know. Nó biết mình không chia tonight thôi. It's something good night boy. Mà hôm màu xanh này hãy không nói. Tôi chỉ cần em tonight thôi. Mùi hương em nồng say, tôi đưa tay lên, tôi đưa 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 đ
vừa rồi thì bác cảm nhận một đoạn ca khúc Thương của Văn Mai Hương rất là hay, với sự thể hiện của chị Nga chủ quán spa này các bạn. Thì vừa rồi các bác cảm nhận một cái đoạn karaoke, một đoạn nhạc rất hay của chị chủ quán Thanh Nga. Bác thấy chất âm rất là hay, rất là tuyệt vời. Với cái sự thể hiện thì em nghĩ là không thua kém được những ca sĩ chuyên nghiệp bác nhá. Một dòng loa kéo chất âm rất là hay mà ngày hôm nay Nghĩa Thơm Audio đã mang đến gia đình anh chị Nga Dương với cơ sở showroom âm thanh nhá, showroom spa hay là những cái đồ mỹ phẩm Thanh Nga các bác nhá. Bác nào đang có nhu cầu đặt mua những cái sản phẩm âm thanh thì vui lòng liên hệ ngay tới Nghĩa Thơm Audio với số điện thoại 0912 69059. Và bác nào mà đang có nhu cầu những cái sản phẩm mỹ phẩm dành tặng cho những người vợ thân yêu của mình thì hãy ghé ngay qua cửa hàng mỹ phẩm Thanh Nga các bác nhá. Nằm trên đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Và clip bên em cũng xin phép tạm dừng tại đây. Bác nào đang theo dõi clip này thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để ủng hộ Nghĩa Thơm Audio, giới thiệu và mang đến gia đình nhà các bác những sản phẩm thanh tốt và chất lượng. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip lần sau.